Hiện tại khắp Nam Bộ có nắng nhẹ, nhiệt độ cao hơn những ngày trước, đang khoảng 26-27 độ. Xu hướng tăng nhiệt thể hiện rõ trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều nay. Nhiệt độ cao nhất tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang tăng lên cao nhất là 33-34 độ. Các nơi khác sẽ phổ biến 30-32 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, nắng cũng kéo dài từ sáng đến chiều. 13 giờ nắng mạnh, nhiệt độ cao 33 độ, độ ẩm chỉ 42%. Tối và đêm không khí dịu nhanh.